Công ty điện tử Anh Nguyễn, công ty Audio Anh Nguyễn xin trọng kính chào đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay buổi chiều 30/4/2018, cả nước, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang láo nức thi đua và tổ chức một ngày lễ lớn, ngày trọng đại của Tổ quốc, ngày miền Nam giải phóng và thống nhất nước, đánh dấu một bước ngoặt, một mốc son lịch sử chói sáng trong bản đồ quốc tế. Thì Anh Nguyễn lại tiếp tục được thực hiện niềm vui mình, đó là test những chiếc vang dòng họ là Chibat Siso T3 OS510, dòng Siso TB1080M, dòng họ là Siso 3.0. Thì quay lại một chút về lịch sử 30/4. Thì vào cuối năm 1974, đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam có sự thay đổi mau lẹ, có lợi cho cách mạng, thì Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm, năm 1975 và năm 1976. Tiếp đó, Bộ Chính trị nhấn mạnh cả năm 1975 là thời cơ và chỉ rõ nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975. Tiếp tục, Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh cần tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế, Đà Nẵng. Bộ Chính trị đã nhận định thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam và đưa ra quyết định phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa. Đồng thời, chiến dịch giải phóng Sài Gòn ra định được Bộ Chính trị quyết định mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang. Đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. Đó là những ý nghĩa mà Bộ Chính trị chúng ta đã ra kế hoạch đánh thắng nhanh, nhận thấy đủ thời cơ, chỉ có 35-75. Nếu chúng ta quyết tâm, không quyết tâm, toàn đảng dân thì sẽ không bao giờ giành lại độc lập. Thì đó là con đường soi sáng của nhà lãnh đạo tài tình Bác Hồ kính yêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay buổi chiều nay anh tiếp tục được test những chiếc băng số dòng họ cao cấp, đó là dòng họ là Siso T3, dòng họ là Chibat, dòng họ là Siso OS510, biểu tượng của hòa bình. Thì dòng vang Siso là một dòng vang được sản xuất cho người Việt. Các chuyên gia học, các nhà kỹ sư, các âm học, người ta rất hiểu về ngôn ngữ, chất giọng của Việt Nam, cho nên dòng vang Siso nó hay đến mỗ mà em ngất, ngỡ ngàng. Và dòng vang Siso VS 3.0, thì hiện nay công ty điện tử Anh Nguyễn sẽ cung cấp 4 dòng vang, dòng họ là Chibat Siso. Thứ nhất là Siso T3, thứ hai là Siso OS510, thứ ba là dòng mới Siso TB1080M, Siso VS 3.0. Thì hôm nay anh Nguyễn sẽ test một chiếc vang số dòng họ là Chibat Siso 360. Thì dòng này anh Nguyễn sẽ test cho bác Huỳnh Út Thiền, có địa chỉ là KB Hòa Lân 2, Thịnh Giao, Thuận An, Bình Dương. Bác lấy một chiếc vang Siso 3.0, thì em áp cho bác cái dòng vang này với 4 chế độ. Cái này hơi khác tí nhé. Đây là vị trí tone này, tức là bác phải để em ở giữa này, tăng giảm tông nhạc. Tốt nhất là để em giữa. Thứ hai là cái mode này chọn ngõ vào này. Đấy. Thì em để mặc lệnh cho bác là cái ngõ có M1. À không phải, em nhầm chút. Input này bác này. Đây. Đó, hỗ trợ 1, 2, 3, 4. Thứ nhất là AUX, thứ hai là SP, Deep, COSI và Low. Thì em để cho mặc định là AUX. Nếu bác thích chuyển, ấn lúc này và ấn Enter thì nó sẽ chuyển sang chế độ này. Còn không mọi chuyển về chế độ AUX, chuyển bằng tay. Nó nháy và ấn Enter tức là đồng ý vị trí này. Đây là các chế độ. Em áp chế độ 1 là Eco Revert,
chế độ 2 là gì, và chế độ 3 là Eco, chế độ 4 là bình thường, chế độ 1. Tiếp theo, đây là Apex, bật tăng giảm đây. Tăng giảm tức là độ nhạy nhiều ít. Ở đây tôi nhỏ của mic anh nhá. Ở đây tôi nhỏ của nhạc này. Đó là phím mềm này. Đấy. Đấy. Thế nói lại này. Cái dòng vang số Shiso VS 3.0. Thứ nhất, phần tone tức là tăng giảm tông nhạc thì bác để giữa cho em. Thứ hai là mode là các chế độ cho phép người dùng, chế độ 1 mà 1 đó này là em để chế độ hát mic là Eco cộng gì vật. Chế độ 2 đó là chế độ gì vật. Chế độ 3 là chế độ Eco, chế độ 4 là bình thường như chế độ 1. Input là cái có cổng 4 cổng vào, 1 là AUX, 2 là FB Deep, 3 là COSI, 4 là LAN. Đây là sau con này. Cái này có cổng quang nhá. Đây. Cổng quang. 1 2 3 4 thì bác cắm vào vị trí nào cũng được. Thì bác chỉ cần chuyển cái nút phím mềm thôi. Nếu đồng ý chế độ quang bác chỉ ấn Enter. Đấy thì nó sẽ chuyển sang quang. Còn không ấy bác ấn liên tục cho em. Về chỗ AUX 1 ấn Enter. Này chuyển về nhá. Đấy, nó nháy đèn thì bác ấn đi chơi em một cái. Tôi đồng ý. Cái nút này, cái dòng Apex tức là nhạy nhỏ ít thì bác tăng thẳng giảm đây. Tăng giảm đây này. Còn mic em để khởi động 30, tăng vẫn được, giảm vẫn được. Tăng giảm cái này được không nhá. Và cái này tôi nhỏ nhạc. Em để khởi động là 10. 10. Tôi bác ấn này em, giữ tay ấn lên. Đó. Thì em sẽ test thật kỹ cho bác Huỳnh Út hết. Và hôm nay em sẽ hát những ca khúc ca ngợi về Đảng, Bác Hồ và đất nước để chúc mừng một ngày lễ lớn của dân tộc ta. Cũng có ngày này mà Việt Nam chúng ta có tiếng nói trên thế giới và đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử cho anh loài. Bây giờ em sẽ hát chế độ dì vọt cộng với Eco. Trong bài hát này có chuyển liên tục các chế độ khác nhau. Một ca sĩ nổi tiếng Thành Trung Nguyễn sẽ hát chế độ một này em hát gì vợt thôi nhá, không Eco. Là em áp cho bác Huỳnh Út Thiền. Các bác có hai đôi loa 40 thì em này em áp một đôi loa EV Mỹ, loa JBL 715 đánh điện đúc. Tức là em áp là một cái vang, một cái vang OS Shiso VS 3.0 với một cụ đẩy tròn sắt thôi nhá, hết phim luôn. Cái mic tức là một cái vang này, một cái mic này cụ đẩy với hai đôi loa, đôi loa JBL 715 và đôi loa EV. Các bạn nhìn đây, quay trực tiếp cụ đẩy tròn sắt LM 16 tròn sắt và 16 tròn than. Đấy, đánh trực tiếp luôn. Quá đẹp. Các dòng vang cao cấp anh cũng đều có. Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất. Các bác nghe loa EV hay không? Sống cực căng mạnh. Đánh mấy cô đẩy giò sắt LM hoặc CAF chào mùa xuân về với mọi nhà. LM 306 một chiếc vang Shiso VS 3.0 một chiếc vịnh UV trên 2 đầu má với cặp ca sĩ nổi tiếng Thành Trung Nguyễn và Lan Nguyễn chờ phong cái đoàn. Quá hay, quá chất. Đó là EV Bát 50 chiếc kẹt đàn cùng loa sâu 50. Nước tìm trong dòng sông bên em chờ tìm đông chờ vui bên ta. Chất nhất là EV mùa xuân và dòng vang Shiso nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, sản xuất theo chuẩn Mỹ.
hơn 50 thùng có sâu cao. Nó to bằng loa 40 nhá. 30 to bằng loa 40. Đoán đẹp. Đây là hệ thống của đài trò sắt này nhé, chuyển xe AF. Xe AF. Xe AF. Đây không đẩy sò sắt, 16 sắt, 16 thang. Hôm nay sẽ chuyển đi toàn bộ. Công thì được. Công ty Audio Anh Nguyễn có địa chỉ là thôn Bà Ra, xã là thị xã Lê Ninh, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại 0936 553 40. Âm nhạc tạo lên giá trị cuộc sống. Có âm nhạc làm cho con người người ta gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Và sẽ tạo hứa là không có hơn. Cây xanh tươi ra lá tổ hoa, chào mùa xuân. Quánh cực căng đô la EV. Quê Việt Nam thanh bình, giàu đẹp, yên tĩnh. Không ạ. Đã viết tên tiếng anh hùng ca, tiếng anh hùng ca và tâm sáng trói lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về rộng bóng. Với em hướng liền lúc 5 đẩy xe AF rồi sắt với các cần tiết 725. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh. Chế độ gì con nhá? Chế độ echo này. Chế độ gì con này? Sài Gòn ơi cả nước vây chào. Cờ sao đang bay cao, quay rồi những năm thương đau. Và 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao được mắt lại chào. Wow, quá hay. Mùa xuân, có nhiều ca tuyệt vời này Trung Nguyên. Cộng với từ leo quá không. Ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa, hay ta đi giữa rừng cờ. Tuổi lớn rồi mà như ngây thơ. Ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa, hay ta đi giữa rừng cờ. Xin cảm ơn chúng nhé.